Pha xử lý tới từ cầu thủ Mao số 11 bên phía cầu thủ Khánh Hòa. Được chuyển khai. Dứt điểm ngay. Một bàn thắng dành cho các cầu thủ Thành Thành rất sớm. Tình huống xử lý là rất hay tới từ cầu thủ mang áo số 7 bên phía cầu thủ Thành Thành, đó là Quốc Chí, một trong những cầu thủ cứu binh của bóng đá Khánh Hòa. Hiện tại thì Quốc Chí cùng với Tuấn Mạnh đang trong quãng thời gian nghỉ dịch Covid. Pha mớm bóng khá non, rất tự tin, tuy nhiên Quốc Chí rất nhanh, không có lỗi. Tiếp tục là bàn thắng nữa dành cho Nguyễn Hằng Quốc Chí. 2-0 dành cho các cầu thủ Thành Thành. Tận dụng thời cơ và chớp thời cơ là rất nhanh tới từ số 7 của cầu thủ Thành Thành. Trận đấu mới chỉ diễn ra được khoảng 5 phút thôi, tuy nhiên đã có 2 bàn thắng được ghi. Và nó đều đến từ cái chân rất ngoan của Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Những tình huống tự thua tới từ phía cầu thủ U19 Khánh Hòa. Cầu thủ U19 Khánh Hòa hiện tại đang trong thời gian chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm chiếc vé vào chơi vòng chung kết của vòng loại U19 toàn quốc.